Sáng ngày 23 tháng 2 năm 2023, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị, triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023. Đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan. Theo kế hoạch hiến máu, đợt 1 năm 2023 được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 2023 tại Nhà văn hóa Trung tâm xã Thượng Trưng. Đối tượng vận động hiến máu là tất cả người dân đang sinh sống trên địa bàn huyện đủ từ 18 tuổi đến 60 tuổi, đối với nam, từ 18 tuổi đến 55 tuổi đối với nữ, có sức khỏe tốt. Kết thúc đợt hiến máu, với chủ đề giọt máu kho báu tình người, toàn huyện phấn đấu tiếp nhận từ 800-900 đơn vị máu trở lên. Để thực hiện tốt cuộc vận động hiến máu tình nguyện năm 2023, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai công tác vận động hiến máu nhân đạo tới các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hiến máu tình nguyện, góp phần cung cấp máu cho việc cấp cứu và điều trị bệnh nhân, thực hiện nghĩa cử cao đẹp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tại hội nghị, các thành viên trong ban chỉ đạo về cơ bản nhất trí với kế hoạch tổ chức, một số đại biểu đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu số người tham gia, cũng như đơn vị máu cần hiến cho phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. Tập trung công tác tuyên truyền để nhận được sự hưởng ứng của người tham gia hiến máu, gửi kết quả hiến máu đợt 1 về cho các xã, thị trấn, tạo sự cạnh tranh giữa các đơn vị. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện phát triển sâu rộng, trở thành nét đẹp văn hóa mang ý nghĩa nhân đạo, từ thiện thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên trong huyện tham gia. Năm 2023, chỉ tiêu vận động hiến máu tỉnh giao cho huyện là rất cao. Để đạt được chỉ tiêu hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023, đồng chí yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo, cơ quan thường trực tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức buổi hiến máu, nghiên cứu thêm các hình thức tổ chức, vận động để thu hút thêm nhiều tình nguyện viên tham gia hiến máu. Phòng tài chính kế hoạch huyện nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp cho các tình nguyện viên.